Đang quay đường đứng chỗ thầy. Xin chào tất cả quý vị nha. Hôm nay sẵn dịp ghé chơi ở công ty Châu Phú. Ở đây có cái anh Nhật là trưởng thợ kỹ thuật ở bên công ty Châu Phú này đang tiến hành thay cái van, thì mà mình không có kịp. Mình chỉ quay video sau khi anh đã làm xong rồi cái van, cái van 6 anh 10 luôn hay là hết anh? Hai cái luôn, một cặp luôn. Thì là tiến hành hàn gió đá và ráp cái cáp lại luôn. Đó, bây giờ cái con này là con hai ngựa của thằng Bana. Thì anh thay van. Thì cái này sẽ đem ráp cho khách anh thật anh Nhật. Đem ráp khách là ráp chế gì không? Ráp khách. Ráp khách xài hả? Ở dựng cổ ổng đồng đây nè. Để chút xíu coi kìa dựng cổ ổng đồng đây. Thì anh đã thay xong hết rồi cái van, chút xíu sẽ ráp mạch điện lại dưới đây. Đó, rồi bắt đầu sẽ cho anh em thợ sẽ tới nhà khách để làm luôn. Thay cái van, tại vì lâu ngày quá cái van cũ nó hư rồi, cái van nó nằm đây. Đây quý vị ha. Thì anh Nhật đang tiến hành làm thì mình quay. Đây cái cặp van cũ của nó là tới tuổi rồi. Đây nó nè. Thì các bạn biết là khi mà cái này nó van này nó hư nó xì chỗ này nè. Cái lục giác lâu ngày quá, cái trong đây có cái ron cao su thì chạy một thời gian dài là nó bắt đầu mới bị hư. Thì anh em bắt buộc phải thay cái van khác. Chứ để thôi là mai mốt là nó xì hết ga là phải nạp thêm nữa. Ha, à, thì đây là cái công đoạn thay van cái máy lạnh được thực hiện tại công ty điện lạnh Châu Phú. Còn anh em nào mà có nhu cầu mà sử dụng dịch vụ bảo trì sửa chữa máy lạnh thì mình sẽ đưa số điện thoại của người quản lý kỹ thuật luôn. Thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp để mà anh có thể đến để mà cung cấp dịch vụ cho chúng ta. Đây cái van này, van 12, van 6. Thì con model này là model C18 nha quý vị. Đó, C08 gì đây đây. À, CUC18DKH, cái này cũng lâu đời rồi. Con này hai ngựa Bana mono. Thì anh Nhật đang tiến hành ráp. Chút xíu test thử rồi đem qua bển ráp luôn. Test luôn rồi có nạp ga là cho chạy luôn á hả? Oh yeah. Bể cái kèo kho lạnh rồi. Này cọ quá không ta. Cái chân cao su này cũng tới nè. Nó có dấu hiệu nó muốn cọ đây nè. Nó đỏ đỏ rồi đó quý vị, muốn cọ mà chưa đến nỗi nào. Qua quay kho, qua làm kho. Lắp gì? Ráp kho với ráp mấy cái máy chiêu lơ hả? Chừng nào? Ừ, ráp rồi hả? Trời ơi, ông Phong hú đâu biết chạy qua quay video để lên cho anh em ta coi chứ. Ừ, không quay quán chừng đâu nữa đồng hồ hơn cho anh em ta biết cái mô hình với cách thức làm kho đó làm sao thôi. Ừ, về bển làm con vịt, làm bảy con vịt cặp cặp rồi đây. Còn cục K3 đâu? Lấy 40 đồng vòng vô. Ở đây là K3 quạt. Ở đây là K3 của thằng Lóc, là gọi là máy nén quý vị. Thì anh em anh Nhật đã tháo ra để thuận tiện cho cái công việc mà nó thao tác để thay van. Ha, à, hồi nãy tiếc quá không đến đây lúc đầu, sau khi chạy qua đây với ảnh nó làm cũng gần xong rồi. Này cái này cũng có gì khó, thì mình sẽ cố gắng thực hiện cái chủ đề vào một cái dịp khác nó kỹ lưỡng hơn. Bây giờ thì anh lá làm sắp xong, chỉ cần có ráp lại là chạy thôi. Ở đây là K3, gọi là Kamacita đó quý vị. Cái này là 45mm ha, 45mm Fara nè. Thì kết nối vô để mà cho nó chạy luôn. Thì con hai ngựa các bạn có thể dùng 40 hoặc 45 cũng được, trên lệch khoảng chừng 5% hoặc 10%. Thì thường thường con hai ngựa mono mà lóc nhỏ có thể xài 40 là ok. Nhưng mà con này sát hơi lớn nè, Bana là sát lớn nè. Đó, cho nên xài 45mm để cho nó kích lên. Vậy lắp hả? Có cái đầu cót không? Vô. Cắt lại cái xác ở đâu đó rồi vô lên làm luôn. Kích một cái cho nó chạy cái là xong rồi, xong cái video bắt đầu là kết nối vô. Có rửa đuôi luôn không? Chạy trước à. Chạy trước rồi rửa sau hả? Nó dơ quá nóng xanh nha. Không này không dơ. Ừ. Quất. Ở này nó tủ rồi mới về chứ ông đem ông làm lấy đem về bán quán cơm không gì? Trời nó cũ mè mà nè. Chắc đề nội đĩa rồi, Hitachi nội đĩa. Cha cái đồ quỷ này dễ chết lóc lắm nha. Hitachi nội đĩa mới đem về luôn. Này sửa anh Phong. Sửa hay là làm gì? Này nè. Mua xài hả? Sao mua Toshiba cho nó bệnh, mua Hitachi chết lóc hoài luôn á. Chờ ba đồ quỷ Hitachi này, cái bo nó sửa nó hàng hiếm mà điện 110 nữa. Đây. Mới mua về đây quý vị để xài. Để bán quán cơm nè. Chết cha thôi. Đúng rồi. Có đá rơi nữa.
chết nó dính rồi anh Nhật ơi, xíu đóng đóng lại giùm em coi. Đây quay vô dơ quá phải rửa lại, cái này phải vệ sinh lại quá cỡ thờ mộc. Thì con này là bên công ty Trung Phú mới đem về để mà tút tiết lại để sử dụng bán quán cơm luôn. À còn ở đây anh Nhật đang tiến hành làm mà anh kiếm cái đầu có chưa có. Không có luôn hả? Đây tạm thời. Đây giới thiệu sơ các bạn coi ha, đây mình cao A mình biết rồi. Thì trong cái này là bên hướng dẫn các bạn lên để chia sẻ, có dịp gặp đâu chia sẻ đó. Thì trong cái cọc này các bạn để ý này nè, cái cọc điện mà đối diện với cái miếng thép này là dây đề đó, thường nó là dây đề ba na là vậy thôi, đề chung và chạy nằm đây, chung đây chạy đây, và đối diện của nó là dây đề. Nó có cái nắp đen đen nè, các bạn nhìn có thể biết được. Ủa cái nắp chụp nhựa đó còn anh Nhật, nắp chụp nhựa nó dục luôn hả? À đây coi coi. Rồi xong video này chiều chiều làm 7 kết nha. Đây các bạn nhìn nè, ở trên cái miếng nhựa này nè là nó có cái dấu cái chữ nè SRC ha. Thì các bạn để ý nha, chữ S là đề, C là chung, R là chạy. Thì các bạn dở ra coi, để cộng này cộng dây đề nè ha, nó đối diện qua đây đề, còn chung là C nằm ở góc bên đây, còn đây là dây chạy. Thì tùy đó chúng ta sẽ kết nối lên một cái cọng dây điện dẫn lên đó, mà anh Nhật anh tháo ra rồi chút xíu gắn lại luôn. Anh sẽ kết nối vô K3 này ha, đồng thời sẽ có một cọng dây chung là cọng dây này nè, nó chạy vô trong cái mạch điện này, vô cái trong cái domino này sẽ kết nối hai cọng dây điện nóng nguội, nó được điều khiển từ cái đầu lạnh. Thì chắc sẽ mất thời gian rất là nhiều để anh kiếm dây anh kết nối lại rồi ống cụng với cái đầu để cho nó chạy coi dòng điện nó như thế nào, mọi thứ ok hết bắt đầu ảnh mới cho anh em thợ phụ danh tay đi ráp cho khách hàng. À đây cái capacitor của nó đây. À, cái bài viên của nó là Made in China 46mm 420 VAC. Đó đây các bạn coi ha. Anh bỏ cái ba này chắc lâu ngày nó hư, rồi anh thay cái van luôn, rồi cái van nó bị xì. Tủ thằng Thái này, tủ thằng Thái nó xử xong chưa, để chiều hay mai em qua em xử cho xong hết luôn á hả? Nhớ nó thay mấy cái rò le phải không? À hư quạt là thay chạy rồi hả, chưa đem về luôn. Trời ơi, để tôi qua tôi xử cho. Khổ quá, có mấy cái tủ lạnh mà cứ dành sửa người ta hoài à. Ừ. Đây thay cặp van này cũng không có gì khó khăn, nếu mà nãy mà qua kịp là để cùng với anh làm để biết cái cách bẻ ống làm sao, để hướng dẫn lại cho mọi người cách thức thay van. Tại đó với các bạn mà sinh viên á, với lại mấy các bạn mà mới bước vô nghề thì cái việc này nó đôi khi nó hơi khó khăn. Nhưng các bạn có xem video các bạn hiểu cách thức làm á thì sẽ rút ngắn được cái thời gian mà mình học việc hay là mình làm nghề. Ha, rồi đại khái là như vậy, chút xíu anh sẽ test luôn. Rồi bây giờ đã kiếm nó cái dắt của đầu đùi này rồi, bây giờ bắt đầu anh Nhật đang tiến hành để mà kết nối lại, sau đó sẽ kích cho nó chạy trước, rồi bắt đầu sẽ cụng đầu đuôi rồi mọi thứ xong ga bọng hết rồi bắt đầu anh mới đi ráp cho người ta. Ha, hồi nãy mình có chia sẻ với lại các bạn á là cái chung chạy đề là mình dựa vô trong cái hộp điện nó nằm đây nè, nó có cái chữ S, chữ C, chữ R. S là dây đề, C là chung, còn R là tượng trưng cho dây chạy nha. Bây giờ anh Nhật đang tiến hành làm cho nó gọn gàng dây lại và kết nối để cho nó chạy. Thì chúng ta chịu khó xem hết cái video này để biết được từng bước mình đấu điện nha quý vị ha. Bạn bè nào, anh em nào còn đang trong ghế nhà trường là sinh viên học á, thì mình nghĩ là cái video này sẽ rất hữu ích đối với các bạn để hiểu được chung chạy đề của một cái lốc như thế nào. Và tất cả những cái video mình làm mình cố gắng thực hiện là những cái gì mà thực tế trên máy móc thực dụng luôn, chứ không có còn không phải là trong cái chuyện mà lý thuyết nữa nha quý vị. Đó thì những anh em ở đây là ta làm là có cái kinh nghiệm, thì những cái video này thực hiện để mà cho các bạn hiểu hơn, để mà rút ngắn cái khoảng thời gian các bạn học nghề rồi lại nha. À, anh đang kết nối khoan rồi anh Nhật hướng dẫn đi. Gì này nãy cái nào chung dây xám là tượng trưng dây chung vô trong cái domino này ha. À, đó nhờ vậy mấy anh em sau này cảm ơn anh đó. Rồi còn đỏ đề, đỏ đề xanh chạy đúng không? Ok rồi, vừa xong giờ còn thiếu dây nào nữa không? Hồi nãy có con ốc nhỏ nhỏ đây để dặn cái nắp lại đó, mất tiêu ta. Có thấy không? Đó đâu đó với đâu, mới thấy tức thời đó mà. Mới rồi mà. Ờ hai ngóc đây gốc đó không? Chụp mẹ rồi, vậy lấy con LG xài luôn cho rồi. Kìa dắt LG kìa, lấy cái nắp nó ốc nó xài luôn đi. Dùng đầu lên tung quá. Thấy vú nó giục luôn hả? Bởi vậy nó chỉ giỏi gà thôi. À đó bây giờ dặn lại cho cố định nha quý vị ha.
ngon lành. Rồi bắt đầu là kích vô cho nó test thử anh nha. Ừ. Test thử cái chạy chạy không tải cái đã. Rồi sau khi không tải mới ráp lại cho chạy vô dưới cái đầu luôn. Rồi yên tâm bắt đầu đi ráp cho người ta. Van nó bị ấy mà. Chung. Rồi, quý vị các bạn nào cũng như các bạn sinh viên nào có xem video này mà cảm thấy nó chưa có thấu đáo, chưa hiểu nhiều á thì có thể để lại cái lời comment ở dưới phần dưới mô tả của video thì mình sẽ biết, thì mình sẽ cố gắng để giải thích cho các bạn hiểu hoặc là sẽ thực hiện một cái video mới để các bạn hiểu rõ hơn. Giờ kích vô chưa? Quất nha. Nó cầm bay không? Chơi luôn. Giờ vô. Van mở hết chưa anh vậy? Van mở hết chưa? Van mở hết rồi. Đó, bắt đầu là đang đấu điện lại. Thì nó cọ lâu ngày, nó cọ để lủng ngóng luôn. Các bạn khi các bạn con Bana này nó hay có khuyết điểm là nhà sản xuất á, cái ống đồng này nè, nếu mà chúng ta không cắt ngắn bớt nó sẽ dễ bị cọ vô cái ton này và lâu ngày các bạn cứ tưởng tượng cái chuyện đó là nó vậy nè. Nó cọ tới cọ lui, bắt đầu là cái ống đồng nó bị mòn và lủng là ga nó xì nát bấy hết. Nha quý vị. Ở đây anh Nhật đã cân chỉnh mọi thứ rồi, bắt đầu mới là cho test. Test sơ không tải rồi từ từ mới ráp vô cái đầu. Lên luôn này nè, đó. Đây là trưởng kỹ thuật ở bên Châu Phú. Còn ông kia lộng tổng là khác nữa. Vô. Mở lục giác hả? Rồi bây giờ là họ sẵn đây hỏi luôn, mốt nhận dịch vụ là liên hệ với lại sếp sếp tổng, sếp phòng hay sao? Đưa số điện thoại anh lên YouTube luôn á. Để anh em nào hay là quý bà con khách hàng nào mà có nhu cầu cần mà liên quan tới máy lạnh nè, tủ lạnh nè, máy giặt, kể cả kho lạnh và một số cái lạnh về bán công nghiệp và cái cổng công nghiệp thì bên đây cũng có thực hiện dịch vụ luôn nha quý vị. Đây, tại chuẩn bị thời gian tới này mình sẽ đi làm kho với Bình Lức thì cũng sẽ cố gắng thực hiện những cái video liên quan tới kho lạnh, liên quan tới ráp hệ thống lên để cho các bạn hiểu hơn. Anh đang mở ra anh nhỉ, mở ra để cho cái van nó thông, bắt đầu anh mới cho kích lên. Rồi giọt hang. Đây máy đã chạy rồi, không tải. Công tải của nó là 3 chấm, từ từ nó giảm xuống, từ từ 4 chấm rồi, 4.1, 4.2. Thì các bạn lưu ý nha, cái con hai ngựa Bana thì công tải của nó tầm khoảng chừng đâu 4 chấm cho đến 4.1. Giờ nó tăng lên từ từ, nên nó đang nén nó qua cáp nè. Chút xíu anh đuổi gió hết, nạp ga luôn. Vậy thôi, hay là chút xíu đợi ráp đầu lạnh này chơi luôn. Rồi, ráp đầu lạnh hút cơm. Cái bộ hơi lâu à. Rồi, mấy anh em trên đây người ta nôn nóng. Rồi, đại khái là test thế thôi ha. Dòng chạy của nó khoảng chừng không tải là 4.1, 4.2 lúc nãy. Rồi bây giờ anh Nhật sẽ ráp lại, rồi bắt đầu là cho cục vô cái đầu lạnh, rồi nạp ga vô để mà cho mấy anh em đi ráp hàng, cho lại cho khách hàng. Rồi, đại khái là cái video hướng dẫn các bạn là thay cái van á, thì lúc đầu mình quay chưa có kịp, anh Nhật có làm sắp xong mà chỉ là quay được cái phần đấu điện thôi để cho các bạn xem. Thì mình sẽ cố gắng thực hiện cái video cho nó đủ đầy luôn. Ok, xin được cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã dành thời gian để xem cái video này. Hy vọng nó là cái kiến thức bổ ích cho tất cả những anh em nào, đặc biệt những các bạn nào mà đang chập chững bước vào nghề và đang ở trong ghế nhà trường học cái nghề điện lạnh sửa chữa này. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo nha. Rồi, chào các bạn anh Nhật ơi. Xin chào. Đây nè, ông Nhật là trưởng kỹ thuật ở bên đây nè. Kho lạnh là ông cũng chơi, máy mà chiêu lơ là ông cũng làm luôn đó nha quý vị. Ông này cũng dữ lắm. Đây, đó hết rồi. Rồi, xin chào mọi người nha.